bạn ấy là cô giáo nhưng mà là hiệu trưởng của trường mầm non. Xin lỗi bạn nhé. 25 triệu lần một. Để nó cay cấn gì. 25 triệu lần hai. Chưa bao giờ đến số 5. Xin cảm ơn. Tôi được biết rằng bạn này là mộng ngọ miền Nam, bởi vì là vừa ở dưới mâm bạn uống rượu xong lên đấu giá luôn. Xin chào bạn và thứ nhất là cảm ơn bạn đã vượt qua 1.800 km để ra Mỹ dự sinh nhật của vợ. Các bạn ơi, miền Nam vỗ tay. Thật sự các bạn là theo những quy định của ban tổ chức ấy, bạn Doãn Tuấn có nói với tôi là Quốc ơi, nếu được 15 triệu bán luôn. Không ngờ bây giờ được 25 triệu, nhưng mở ngoặc rằng chúng ta mua ở đây bạn nào đấu giá. Mong các bạn chuyển khoản ngay cho ban tổ chức, chứ không mua xong bỏ giá ở đấy. Nếu có tiền mặt chuyển luôn, còn không có tiền mặt, không phải chuẩn nhá, có tiền mặt chuyển luôn. Bởi vì tôi tham gia đấu giá nhiều lần rồi, không có tiền mặt ở đây, không để lại thẻ mà để lại giấy tờ ô tô. Đúng không? Bởi vì thế mới thật đúng không? Không nhất cái trả giá, tôi trả 100 triệu xong mai gọi Quốc rồi tặng máy. Thế mà hồi các cách hiện tại cũng nên làm được, xin mời các bạn xuống công ty để tìm với Quốc. Ok, chào bạn. Tôi biết bạn miền Nam rồi, nhưng bạn tên là gì? Mẫu ngọ miền Nam. Xin chào, mình đại diện mẫu ngọ miền Nam. Nhưng mà thực tế là mình quê Nam Định. Nam Định đâu? Yeah. Bây giờ mình đại diện Nam Định. Chút nữa mình sẽ đại diện mẫu ngọ miền Nam. Cái kia là có luôn nha. Cái này bây giờ bạn cả, bạn Điện Biên đúng không? Điện Biên đúng không? Mình rất là yêu bạn. Nhưng mà mình yêu thiện nguyện, mình yêu mộng ngọt Việt Nam. Mình trả cái bình này 30 triệu, có thể là... Cảm ơn bạn, mộng ngọt Nam Định. Đây là mộng ngọt Nam Định mới trả là bạn người đúng không? Lát nữa mộng ngọt Việt Nam mình chắc là lên 300. Còn nhiều doanh nhân lắm đang ẩn nấp dưới này. 1.000 bạn mà ít nhất ở đây tầm thu nhập 15 triệu như tôi thì một tháng thì nhiều lắm, tầm khoảng 900 bạn, còn 100 doanh nhân luôn. Thu nhập mỗi tháng khoảng 120 triệu, bình này 200 triệu bình thường. 30 triệu, đúng không? Lần 1. 30 triệu lần 2. 30 triệu lần 3. Xin chào tất cả vợ Việt Nam. Tôi tên là Hoàng Anh, tôi đến từ Kim Bôn, Hải Dương. Và cho mình đây là tôi trả 32 triệu bằng tiền mặt. Có hai quyển đây rồi. Từ từ, tao vỗ lại đây. Đừng, trên này thấy hơn. 32 triệu, có hai quyển đây rồi. Ông này mang một lốp đây rồi. 32 triệu. Thắng Thái. Chúc mừng mọi người Hải Dương. Bởi vì Hải Dương có hai bạn giàu phết. Hải Dương bên nào thắng năm chủ tịch mà. 32 triệu lần 1. Từ 30 triệu lần 2. Đánh tay đâu. Bây giờ đại diện mọi người miền Nam nè. Miền Nam đâu? Từ từ là có tiền mặt chưa? Dạ em vay bạn em. Bạn em đại gia đây. Và bây giờ em trả 35 chai. Người ta miền Bắc gọi là 35 củ đấy. 35 củ. Miền Nam ra ngoài này 7 bạn, mỗi bạn 305 triệu. Ok, rồi. Máy bay cứ hồi đặt rồi đúng không? Ok. Thì hôm qua tiêu ở đây mất mỗi bạn 1.5 triệu rồi. Mỗi bạn còn 3.5 triệu nhân cho 7 có phải 21. Có phải may một tí nữa đấy. 35 triệu bộ Việt Nam trả lần 1. Phải mua rồi. Mấy ông bà này. Ra đây, đứng ở giữa này cho chúng. Bà này, bạn nhớ tôi trao bạn thẻ này, không phải chụp ngừa, nhớ ký giả thôi. 30 triệu lần 1, giơ tay luôn. 35 đúng không? 35 triệu lần 1 phát, bạn giơ tay luôn. Tôi là doanh nghiệp nhỏ nhưng mà tôi trả 42 triệu cho để lại giấy tờ của tôi.
số của cái bình này nó sẽ lên giá trị rất là nhiều, đúng không? Ban tổ chức ơi, tôi xin hội ý một chút, có muốn đẩy cái bình lên giá nữa không? Đẩy nữa anh thôi. Bỏ tay xuống này. Ai bảo đẩy lên nữa, giơ tay. Ok, hôm nay xung quanh xin mời bạn Ruby. Theo Ruby có đẩy cái bình này giá lên cao nữa không? Hay là chốt ở đây? Hội ý một chút. Ôi, 4-2 rồi. Tôi phải hội ý nóng ban tổ chức ngay trên này. Các bạn ban tổ chức nói là nếu các bạn đủ tiền mặt ở đây thì có thể hơn. Sợ cái bình này sẽ về tay bạn nào trước thì tôi xin nói với bạn là bình này là bạn Bích Ngọc, Nghệ An, công ty Lộc Lan. Hôm qua bạn tài trợ chính của chương trình Gala Dấu Ấn Tuổi 40. Bạn tài trợ cái bình này trị giá 15.800.000 điểm. Và bây giờ là 4 mấy rồi nhở? 4-2 lần 1. 4-2 lần 2. Để cái cánh đến 4 nào hạng nào cánh nha. 4-2 triệu. Lần 3. Tuyệt vời. Đây đúng là danh nhân. Bao nhiêu? 42 triệu lần 3. Chú ý kiến à? Chú ý kiến, bạn chú ý kiến. Bạn chú ý kiến. Nào, 42 triệu. Lần 4. Đâu máu mặt đâu hết rồi. 42 triệu. Lần trước. 2-4-5 bạn này sao im lìm thế? 42 triệu lần. Các bạn ơi, Ruby ơi, để anh vô minh bạn này nào. Các bạn ơi, hãy một lần nữa vỗ tay tôi vừa gặp bạn này cách đây khoảng 15 phút. Tôi không ngờ bạn này giàu thế này, mai sau tôi có sổ đỏ. Các bạn ơi, hãy tôn vinh bạn Phương, một tràng vỗ tay lớn với món quà đấu giá của Bình Phương Lê này. 42